Thanh Hương thông báo chuyện mang thai hậu ly hôn khiến dân tình dậy sóng. Là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh phía Bắc, những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Thanh Hương luôn nhận được sự chú ý rất lớn. Mới đây, cô đã chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Người một nhà. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Hương còn xuất hiện trong phần ngoại truyện VFC cùng dàn diễn viên nổi tiếng. Trong trailer ngoại truyện mới được tung ra, Thanh Hương lần nữa hóa thân thành nhân vật Lan ở Quỳnh Búp Bê. Tuy nhiên, điều khiến dân tình khó hiểu đó là nữ diễn viên có vẻ tăng cân khá nhiều. Thậm chí ở bộ phim Người một nhà đang phát sóng, Thanh Hương nhìn cũng không lên cân như hiện tại. Dưới bài đăng của nữ diễn viên, rất nhiều khán giả đã vào để lại bình luận nghi ngờ chuyện này. Đáp lại, Thanh Hương cho biết, sao béo thế? Vì em đang chửa bà con ơi. Động thái này của nữ diễn viên khiến dân tình dậy sóng. Nhiều đồng nghiệp cũng tỏ ra nghi ngờ trước thông tin này. Tuy nhiên Thanh Hương vẫn chắc nịch khẳng định rằng cứ chờ rồi sẽ rõ. Cách đây không lâu, Thanh Hương vừa thông báo chuyện ly hôn chồng và khẳng định vẫn đang độc thân. Vì vậy chuyện cô thông báo có thai khiến không ít khán giả hoài nghi. Có ý kiến cho rằng rất có thể Thanh Hương chỉ mang thai. Trong phim còn thật ra ở ngoài đời cô đã độn quần áo để béo hơn. Minh chứng rõ ràng nhất chính là loạt ảnh gần đây của Thanh Hương vẫn cực kỳ thon gọn. Hiện tại, công chúng đang vô cùng mong đợi những thông tin chính thức từ phía Thanh Hương. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.